Ai, phong chức hay chịu chức ta? Phong chức, chịu chức, cái nào đúng trời? Ủa, Anh Khánh, mừng em quá nói gì à? mới gặp được anh ở đây, em mừng ghê luôn á. Sao? Nãy Nói gì giờ em rồi? đang thắc mắc á, là các lễ thụ phong thì người ta hay gọi là truyền chức hay là phong chức ạ? Theo anh đó nha, là phong chức mới là đúng. Phong chức ạ? Tại vì từ trước giờ anh cứ nghe là người này phong chức cho người kia. Chứ ít ai nói truyền chức lắm. Em thì em nghĩ là truyền chức hơn á. Anh có biết bảy bí tích không? Ờ. Thì bí tích người ta ghi là bí tích truyền chức thánh, À, nên em mới wow. nghi là truyền chức hơn á. Anh quên cái đó ta. Bây giờ sao anh? Nhưng mà hai đứa mình cùng nhau đi hỏi chuyên gia đi. Thì tại vì chuyên gia sẽ biết được là giải đáp hết mắc cho hai Dạ, mình liền vậy mình đi nha. nha. Ok. Các bạn thân mến, theo các bạn, từ nào là từ đúng? Phong chức hay truyền chức? Trước tiên chúng ta tìm hiểu về từ phong chức. Phong là cấp trên ban cho cấp dưới chức vị và danh hiệu. Thí dụ, Chủ tịch nước phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cho nghệ sĩ Trần Hạnh. Hôm nay có một sĩ quan được phong quân hàm đại tá. Thấy chưa, thầy nói á là phong chức á, là người này phong chức cho người kia. Nhưng mà hồi nãy em nói cũng đúng, là Đúng. ở trong bảy bí tích là có bí tích truyền Chính chức chứ. thánh. Dạ. Cho nên đó là thôi mình nhau cùng nhau hỏi thầy tiếp đi, Dạ vâng. coi coi thầy nói về cái từ truyền chức sao nha. Dạ. Ok. Thứ đến truyền chức. Truyền là cho kế thừa, là chuyển thông cái bên trong của người này sang cho người khác. Truyền chức. Chúa Giêsu là linh mục đời đời. Ngài thông truyền chức linh mục cho các tông đồ. Các tông đồ lại thông truyền cho các thế hệ kế thừa. Vì thế, khi giám mục thông truyền chức linh mục cho các ứng viên thì gọi là truyền chức linh mục. Thí dụ, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, vừa truyền chức linh mục cho 10 thầy phó tế. Như vậy, truyền chức linh mục mới là thuật từ đúng. Các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ sán lạng hay sáng lạng. Mến chào tạm biệt các bạn. Đó, cái từ truyền chức của em cũng đúng mà. Tại vì do anh á, do anh suy nghĩ sai thôi, Dạ. là tại vì á, anh cứ tưởng là người ở ngoài thì người người này truyền phong chức cho người kia là đúng rồi đó, cho nên đó là nhờ có chuyên gia mà tụi mình giải đáp được thắc mắc, mà hai đứa mình đỡ cãi nhau nữa. Dạ. Cuối cùng thì em cũng giải đáp được thắc mắc của em rồi. Đúng rồi. Thôi, lần sau có gì từ gì mới, em sẽ đến hỏi anh, rồi anh em mình cùng đi tìm chuyên gia nha. Ok Dạ. rồi.